Xin chào tất cả các bác à, Trước đây anh em đã mua một dù rắn của em Có hỏi em là có túi đựng rắn không Thì em cũng có bán Nhưng hôm nay em mới giới thiệu cho anh em Cái túi đựng rắn Túi này à, làm bằng lưới phù du Lưới à, rất là mau Lưới này thì à, chống rắn bị rắn cắn rắn cắn đứt lưới này và và nó khi những con rắn mà có lọc độc thì nó sẽ không bị lọt ra vì nó rất an toàn cho sử dụng đến con người đó nhớ rất là dày đường may em là may rất là chắc chắn nhé túi này có số chiều rộng là 60 phân 60 phân và chiều dài là 1 mét một mét đó đây là dây rút nha khi anh em uh, cho rắn vào anh em chỉ rút lên thôi đấy, rút lên rất là tiện lợi nói chung cái túi này thì lưới này thì rất là an toàn cho con người vì rắn nó sẽ không uh, cắn không không cắn được rách lưới vì lưới này dưới lưới loại một đây là dùng cho những chỗ nuôi trồng thủy sản đấy nuôi trồng thủy sản ở nhà kính ấy những rau những loại trồng rau ấy nên là rất là yên tâm hoặc người ta làm bằng làm nuôi lính rồi ạ đấy. đấy. em đang làm đây gấp gọn gọn là như thế này nhá thì gọn gọn xinh xinh như này thôi em bán với giá 80.000 nghìn một chiếc nhá anh em có nhu cầu mà lấy nhiều em sẽ để giá rẻ hơn đó 8.000 một chiếc chưa bao gồm phí vận chuyển anh em mua hàng liên hệ với mình qua số điện thoại trên màn hình nhé đường máy rất là cẩn thận chi, chi, chi tiết không hò ra được luôn nhé anh em nhớ đăng ký kênh youtube của mình ở góc dưới bên phải màn hình nhé cảm ơn anh em đã theo dõi video